Bản tin trưa gồm những sự kiện sau. Nga có kế hoạch xây dựng căn cứ hải quân ở Abkhazia. Nga tiếp tục tấn công thảm sát dân thường Ukraine. Nga tập trận dân sự chuẩn bị cho chiến tranh tổng lực. Chó cưng của Tổng thống Biden liên tục cắn người. Tiêm kích F-35 Hoa Kỳ bắn rơi UAV của Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc lên kế hoạch dẫn đầu trạm vũ trụ quốc tế. Học sinh Nhật Bản nghỉ học kỷ lục trong năm qua. Lầu đại ý 365 phòng có từ thế kỷ 17. Tất cả đều có trong bản tin trên nay Y Ngọc xin kính chào quý vị đến với bản tin trưa của kênh 60 giây tinh hoa thứ 6 ngày 6 tháng 10 ngay sau đây là những bản tin trong 24 giờ qua, kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, một khẩu pháo tự hành 2S3 Akashia 152 mm của Nga cùng với một xe tải tiếp tế Kamaz đã bị phá hủy bởi cuộc tấn công GMLRS của quân đội Ukraine ở Zaporizhia. Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công trên đường cao tốc dẫn tới Tokmak. Nhà phân tích quân sự Bill Julian Dropke đã viết về điều này. Quốc lộ T0408 nối Orekiv với Tokmak. Nó đi qua làng Novoprokovka, nơi hiện đang diễn ra những trận chiến khốc liệt. Nếu người Ukraine chiếm được nó, họ sẽ chỉ cách 17 km dọc theo con đường thẳng tới Tokmak. Mới đây, tại khu vực Tokmak Pháo binh có độ chính xác cao đã tiêu diệt 5 xe chiến đấu bộ binh BMP2 và 2 xe tải quân sự của lực lượng vũ trang Nga. Xe tăng súng cối và pháo binh của Nga cũng bị tấn công từ xa. Trong khi đó, sau khi rút hầu hết chiến hạm của mình khỏi quân cảng Sevastopol, Nga có kế hoạch xây dựng căn cứ hải quân ở Abkhazia. Nga đã ký một thỏa thuận thành lập một căn cứ hải quân thường trực trên bờ biển đen thuộc khu vực ly khai Abkhazia của Georgia. Chúng tôi đã ký một thỏa thuận và trong tương lai gần sẽ có căn cứ lâu dài cho hải quân Nga ở khu vực Ochamchira. Tờ Izvestia dẫn lời lãnh đạo Abkhazia là Ashlan Bishania. Theo Bishania, điều này sẽ tăng cường khả năng phòng thủ của cả Nga và Abkhazia. Ông đưa ra tuyên bố này trong một ngày sau cuộc gặp với tổng thống Putin. Georgia gọi các báo cáo về kế hoạch thành lập lực lượng hải quân nga ở Abkhazia là sự vi phạm chủ quyền trắng trợn. Bộ Ngoại giao Georgia cho biết chúng tôi bày tỏ quan ngại trước tuyên bố của chính quyền chiếm đóng khusumi của nga về việc thành lập thêm một căn cứ quân sự của nga trên lãnh thổ bị chiếm đóng của Georgia. Nga công nhận nền độc lập của Abkhazia và một khu vực ly khai khác của Georgia. Nam Ossetia sau cuộc chiến tháng 8 năm 2008. Ngoài ra, chỉ có Venezuela, Nicaragua, Nauru và Syria công nhận nền độc lập của Abkhazia. Trong khi đó, hầu hết thế giới công nhận Abkhazia là một phần của Georgia. Nga đang tìm kiếm giải pháp thay thế Sevastopol, cũng như mở rộng sự hiện diện quân sự dọc bờ biển đen về phía Thổ Nhĩ Kỳ, báo Reuters bình luận. Điện Kremlin từ chối xác nhận thông tin về kế hoạch xây dựng căn cứ lâu dài cho hạm đội Nga ở Abkhazia. Tôi không thể bình luận về điều này. Các vấn đề liên quan đến việc triển khai các đơn vị tàu của chúng tôi, các đơn vị của chúng tôi thuộc thẩm quyền của Bộ Quốc phòng. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, nói với các phóng viên trong một diễn biến liên quan đến cuộc chiến Ukraine, cựu chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đã chỉ trích khả năng Ukraine gia nhập EU khi ông chỉ trích nước này là tham nhũng nghiêm trọng. Bất cứ ai có liên quan đến Ukraine đều biết rằng đây là một đất nước tham nhũng ở mọi tầng lớp trong xã hội. Bất chấp những nỗ lực của mình, nước này vẫn chưa sẵn sàng để gia nhập. Nó cần những quá trình cải cách nội bộ quy mô lớn. Juncker nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin của Đức xuất bản vào hôm thứ Năm. Ông Juncker cho biết thêm, Tôi rất tức giận về một số tiếng nói ở châu Âu nói với người Ukraine rằng họ có thể trở thành thành viên ngay lập tức. Juncker cờ lập luận rằng Ukraine đã phải đối mặt với nhiều nghi vấn trong nhiều năm về thành tích chống tham nhũng của mình. Chủ tịch Ủy ban châu Âu hiện tại Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đều lạc quan hơn nhiều so với Juncker về việc Ukraine gia nhập khối. Vào hôm thứ Ba, tờ Politico đưa tin, rằng EU đang chuẩn bị mở các cuộc đàm phán với Ukraine về việc gia nhập trong tương lai với một thông báo chính thức dự kiến sẽ có ngày sau tháng 12. Tổng thống Volodymyr Zelensky, người đang lãnh đạo cuộc đàn áp chống tham nhũng ở Ukraine, đã bị chỉ trích vì quyết định đánh đồng tham nhũng với tội phản quốc, điều mà các quan chức và cơ quan giám sát đã cảnh báo sẽ trao thêm quyền lực cho cơ quan an ninh nhà nước. Trong tình hình ngoại giao phức tạp giữa Ukraine và châu Âu, tiếp tục có một thông tin quan trọng trong ngày hôm qua. Khi Thụy Sĩ sẽ trả cho người tị nạn Ukraine số tiền lên tới 4.000 đô la để giúp cho họ trở về nước, Thụy Sĩ đã đi đến kết luận rằng việc khuyến khích người tị nạn Ukraine rời khỏi đất nước một cách tự nguyện sẽ rẻ hơn so với việc trả tiền cho sự hỗ trợ họ và trì hoãn việc rời đi sau khi hết hạn bảo vệ tạm thời. Thụy Sĩ sẵn sàng xem xét hỗ trợ tài chính để khuyến khích người dân Ukraine không phải chờ đợi thêm. Thưa quý vị, vào ngày hôm qua tại Sochi, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng sứ mệnh của Nga là tạo ra một thế giới mới và đổ lỗi cho quyền bá chủ của phương Tây về cuộc tấn công khốc liệt của Moscow ở Ukraine. Về cơ bản, chúng ta được giao nhiệm vụ xây dựng một thế giới mới. Ông Putin nói và cho biết thêm, phương Tây đang hướng tới quyền bá chủ toàn cầu. Trong khi ông Putin nói sứ mệnh của Nga là tạo ra thế giới mới, một cuộc tấn công của Nga vào hôm thứ Năm đã giết chết ít nhất là 50 người tụ tập tại một cửa hàng và quán cà phê ở một ngôi làng phía đông Ukraine. Số người thiệt mạng ở làng Rosa đã tăng lên khoảng 50 người, trong đó gồm có cả một đứa trẻ 6 tuổi. Bằng chứng ban đầu cho thấy, một hỏa tiễn Iskander của Nga đã được sử dụng. Tổng thống Zelensky đang tham dự Hội nghị Thượng đỉnh châu Âu ở Tây Ban Nha và lên án vụ tấn công trên mạng xã hội. Cố vấn của ông Zelensky, ông Bodoliak, nói rằng nước Nga của Putin là một tội ác thực sự. Lực lượng Ukraine đã chiếm lại phần lớn lãnh thổ biên giới trong một cuộc tấn công chớp nhoáng vào cuối năm ngoái. Nhưng thủ phủ Kharkiv của khu vực này vẫn thường xuyên bị Nga pháo kích. Thưa quý vị, vừa qua, các cuộc tập trận phòng vệ dân sự đã bắt đầu được tổ chức trên khắp đất nước Nga. Với kịch bản của một cuộc xung đột vũ trang quốc tế quy mô lớn, Điện Kremlin kết luận rằng toàn bộ dân số của đất nước nên được chuẩn bị cho chiến tranh. Trong ngày 5 tháng 10, dịch vụ báo chí của Bộ Quốc phòng Anh đã công bố các luận điểm chính về tình hình với các cuộc tập trận phòng thủ dân sự ở Nga. Đây là cuộc tập trận được tổ chức lại sau hơn 10 năm tại Liên bang Nga. Cuộc tập trận được diễn ra trong ngày phòng vệ dân sự. Tuy nhiên, năm nay, bản thân các bài tập đã thay đổi rất lớn với nhiều chương trình mới. Nga đặc biệt chú ý đến việc chuẩn bị cho công dân nước mình đối mặt với một cuộc xung đột vũ trang có thể xảy ra trên lãnh thổ. Điện Kremlin đã tiếp tục truyền thống của mình về duy trì quốc phòng toàn dân nhằm xây dựng những thế hệ đối mặt với bạo lực và chiến tranh. Ngoài việc chính quyền gây hấn và xâm lược các nước láng giềng như Ukraine, Nga cũng muốn người dân làm quen với các cuộc tập trận quân sự về phòng thủ dân sự trên khắp đất nước, chứ không chỉ ở các khu vực riêng lẻ. Các chuyên gia đã công bố số liệu thống kê cho thấy, xã hội bạo lực của Nga thích nghi dần với những vụ án mà lính Nga trở về từ cuộc chiến ở Ukraine tiếp tục phạm tội trên quê hương của mình. chuyển sang một số tin tức khác, thưa quý vị, đài CNN đưa tin, chú chó cưng của gia đình tổng thống Joe Biden đã cắn hơn 11 nhân viên mật vụ cũng như nhân viên của tòa bạch ốc. một phát ngôn viên cho biết, gia đình của ông Biden đã phải gửi chú chó chăn cừu Đức 2 tuổi được đặt tên là Commander đến một địa điểm không xác định, trong khi tòa bạch ốc đang xem xét các bước tiếp theo. Cơ quan mật vụ tuyên bố chú chó đã cắn 11 đặc vụ của họ. Tuy nhiên, đại CNN đưa tin số lượng nhân viên chính phủ bị chú chó này cắn còn nhiều hơn. Elizabeth Alexander, giám đốc truyền thông của vợ ông Biden cho biết tổng thống và đệ nhất phụ nhân quan tâm sâu sắc đến sự an toàn của những người làm việc tại tòa bạch ốc và những người bảo vệ họ hàng ngày. Tuyên bố được đưa ra vài giờ sau khi thư ký báo chí tòa bạch ốc, Karin Jean Pierre được các phóng viên hỏi trong cuộc họp báo hàng ngày về những cáo buộc chú chó commander gần đây tiếp tục cắn một nhân viên tòa bạch ốc. Đây là thú cưng thứ hai của ông Biden bị loại khỏi tòa bạch ốc vì hành vi hung hăng của nó. Còn thú trước đó có tên là shepherd major là loại chó Đức cũng được gửi về bang Delaware phía đông bắc. Ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục theo dõi các bản tin khác từ biên tập viên phạm dương của chúng tôi. Thưa quý vị, chiếc UAV Ankaes của Thổ Nhĩ Kỳ bay về phía bắc Hasaka thuộc lãnh thổ Syria đã bị tiêm kích F-35A thuộc phi đội tiêm kích 421 của không quân Hoa Kỳ bắn hạ bằng tên lửa không đối không AIM-120 Amram. Theo các nguồn tin của Thổ Nhĩ Kỳ, các UAV cảm tử loại UCAV của Thổ Nhĩ Kỳ đang tích cực tiến hành các hoạt động chống lại tổ chức khủng bố PKK. Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ, ông Lloyd Austin đã thừa nhận mối lo ngại về an ninh của thổ nhĩ kỳ với khủng bố pkk và sự hợp tác của hai nước quan trọng như thế nào trong khu vực này ông nói thêm rằng ông không tin thổ nhĩ kỳ cố tình nhắm mục tiêu vào lực lượng hoa kỳ nhưng một số cuộc không kích của không quân thổ nhĩ kỳ đã xảy ra ngày hôm qua tại khu vực hoạt động hạn chế trên lãnh thổ syria có quân đội hoa kỳ và đồng minh liên quan đến syria vụ tấn công khủng bố vào trường cao đẳng quân sự hôm qua Tại Homs đã khiến 80 người thiệt mạng và 240 người bị thương, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Đó là một con số vô cùng to lớn. Vụ việc do một UAV cảm tử nhắm vào lễ tốt nghiệp của các sĩ quan học viện quân sự sau khi buổi lễ kết thúc, khiến cho các sĩ quan sinh viên và gia đình đã không kịp phản ứng. Chính phủ Cộng hòa Ả Rập Syria đã tuyên bố chính thức để tang công khai trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày mùng 6 tháng 10 nhằm tưởng nhớ các liệt sĩ dân sự và quân sự đã thiệt mạng. Thưa quý vị, Trung Quốc có kế hoạch mở rộng trạm vũ trụ của mình từ 3 mô-đun lên 6 mô-đun trong những năm tới, cung cấp cho các phi hành gia từ các quốc gia khác một nền tảng thay thế cho các sứ mệnh gần trái đất khi trạm vũ trụ quốc tế ISS do NASA dẫn đầu đã sắp hết tuổi thọ trạm ISS đã hoạt động trên quỹ đạo hơn 20 năm, dự kiến sẽ ngừng hoạt động sau năm 2030, cùng thời điểm Trung Quốc tuyên bố họ kỳ vọng sẽ trở thành một cường quốc không gian lớn. Vào năm 2022, truyền thông của nhà nước Trung Quốc cho biết trạm vũ trụ Trung Quốc được gọi là Thiên Cung đã đi vào hoạt động, đồng thời nói thêm rằng một số quốc gia đã yêu cầu gửi phi hành gia của họ đến trạm của Trung Quốc. Nhưng cơ quan vũ trụ của châu Âu là ESA cho biết năm nay họ sẽ không được bật đèn xanh về ngân sách hoặc chính trị để tham gia thiên cung. Việc từ bỏ kế hoạch kéo dài nhiều năm cho chuyến thăm của các phi hành gia châu Âu đã giáng một đòn mạnh và tham vọng ngoại giao không gian của Trung Quốc. Tờ Global Times của Trung Quốc cho biết, việc từ bỏ hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực không gian có người lái rõ ràng là thiển cận Điều này cho thấy cuộc đối đầu do Hoa Kỳ dẫn đầu đã dẫn đến một cuộc chạy đua không gian mới. Thưa quý vị, một số lượng kỷ lục học sinh Nhật Bản đã nghỉ học ít nhất 30 ngày trong năm học vừa qua. Các chuyên gia cho rằng đây là hậu quả của sự gián đoạn do đại dịch Covid-19, áp lực học tập và bắt nạt học đường. Theo SCMP, một khảo sát do Bộ Giáo dục văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ Nhật Bản công bố cho thấy 299.048 học sinh tiểu học và trung học cơ sở không đến lớp trong 30 ngày trở lên trong năm, tính đến ngày 1 tháng 4, tăng hơn 22% so với năm trước, chiếm 3,2% tổng số học sinh ở các nhóm tuổi đó. Gần 52% học sinh trả lời các bảng câu hỏi của bộ trên cho biết họ không muốn đến trường vì cảm giác lo lắng hoặc uể oải các lý do khác bao gồm sự gián đoạn nhịp sống do đại dịch gây ra khiến học sinh mất đi tình bạn sau đó cũng như mong muốn được tự do vui chơi nhiều hơn. Báo cáo cũng xác định sự gia tăng đáng báo động các trường hợp bắt nạt bao gồm cả ở các trường trung học phổ thông trên khắp Nhật Bản khi xảy ra 681.948 vụ bắt nạt học đường, mức cao nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, dân số trưởng thành của Nhật Bản dường như vẫn đang phải chịu ảnh hưởng dai dẳng của đại dịch và các vấn đề kinh tế liên quan trong vài năm qua. Số vụ tự tử ở Nhật Bản đã tăng vọt 874 trường hợp lên 21.881 vụ trong năm 2022. Thưa quý vị, Nằm ẩn mình trong những ngọn đồi Tuscan của Ý là một tòa lâu đài Morris 365 phòng, được xây dựng vào năm 1600 và là nơi lưu giữ dấu tích về một trong những giai đoạn hấp dẫn nhất trong lịch sử hiện đại bên trong các bức tường nơi đây. Lâu đài Samezano với phần nền móng có từ thời La Mã, thuộc sở hữu của gia đình Simenes daraguna từ đầu thế kỷ thứ 17 và từng được nhiều quý tộc lưu trú. Tuy nhiên, không ai có đam mê với việc trang hoàng rực rỡ cho tòa lâu đài này hơn hầu tước Ferdinando Paciatici Chimenes Daragona, người sau này đã thừa kế tòa lâu đài. Hầu tước Ferdinandio say mê chủ nghĩa phương Đông, vốn thịnh hành ở châu Âu trong thế kỷ thứ 19, đã thôi thúc ông bắt tay vào tô vẽ một cảnh tượng huy hoàng mới cho khối địa sản của mình trong khoảng thời gian từ năm 1843 đến năm 1889, nhà quý tộc người Ý đã xây dựng lại hoàn toàn cung điện ban đầu do tổ tiên Jiménez, xứ Aragon xây dựng vào năm 1605. Trong suốt 40 năm, hầu tước Ferdinandio đã thuê những người thợ thủ công địa phương để tạo ra một cung điện đầy màu sắc rực rỡ, mang phong cách huyền ảo phương đông thuần túy, khu đất cảnh quan bề thế rộng 160 mẫu anh, bao quanh lâu đài. Không chỉ có các loài thực vật kỳ lạ, ao trang trí, hang động và đài phun nước, mà còn có những cây gỗ đỏ to lớn có tuổi đời hàng thế kỷ. Đây là bộ siêu tập cây gỗ đỏ lớn nhất ở Ý. Hiện tại, lâu đài đã đăng bán trở lại, chính thức được niêm yết trên trang Cowell Banker Global Luxury. Xin cảm ơn biên tập viên Phạm Dương. Kính thưa quý vị, bản tin trưa nay đến đây đã kết thúc rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe một lần nữa y ngọc xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo